xem tử vi năm 2023 cho quý bà tuổi nhầm tý sinh năm 1972. Tử vi năm quý mão xét thấy rằng năm nay quý bà sinh năm 1972 không bị ảnh hưởng nhiều, chủ về công việc có sự mở mang thêm nhưng không đạt được hiệu quả như mong muốn. Ra ngoài sức khỏe của quý bà trong năm cũng không được tốt, gia đạo lại có không ít những chuyện không vui đưa tới. Nhâm tỷ sơn thượng chi thử tức chuột trên núi. Tuổi năm 2023, 52 tuổi, sanh từ ngày 15 tháng 2 năm 1972 đến ngày 2 tháng 2 năm 1973. Ngũ hành bản mệnh tàn đổ mộc tức gỗ cây dâu cung phi nữ mệnh cẩn thổ tưởng xương tưởng tinh xương con chuột tưởng tinh con heo sau hạn năm 2023 sao thái dương hạn địa võng hạn tuổi năm 2023 hạn tam tai tổng quan về tử vi tuổi nhâm tỷ nữ mạng vào năm 2023 năm này xét thấy công danh sự nghiệp gặp nhiều khó khăn vất vả nhưng lại được quỹ nhân giúp đỡ, tiền bạc dễ kiểm có tài lộc đưa tới. Không trừ thế, nếu xuất hành đi xa hay mở màn công việc, trong năm đều đạt được những kết quả tốt. Tuy nhiên, về phần sức khỏe thì được dự báo không được tốt, ăn uống cần lưu ý cẩn thận, dạ mắc phải các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa kém. Luận giải về thiên can của nữ mạng tuổi Nhâm Tý, thiên can nhâm hành thủy gặp năm thiên can quỷ hành thủy dẫn tới công việc không suôn sẻ đầu tư làm ăn vướng nhiều khó khăn do đó quý ba sinh năm 1972 không nên vội vàng hấp tấp sức khỏe cũng không tốt gia đạo xảy đến những điều bất hòa không vui anh em bạn bè nảy sinh mâu thuẫn luận về địa chi địa chi tỷ gặp năm mão phạm tử hành xung bản mệnh gặp nhiều bất lợi trong công việc làm ăn vướng phải thị phi. Khi tham gia giao thông, phải chú ý xảy ra va chạm xe cộ. Xét về ngũ hành, mão thuộc mộc, trong khi đó tỷ thuộc hành thủy khiến cho bản mệnh tuổi này bị sinh xuất, tiền bạc phải tiêu hao không hề ít. Luận giải về ngũ hành bản mệnh, nhằm tỷ có ngũ hành mộc gặp năm quỷ mão ngũ hành kim, mà kim thì khắc mộc dẫn tới bản mệnh sanh năm 1972 bị tường khắc. Trong năm, sức khỏe của quý ba có vấn đề yếu kém, gia đạo xảy ra không ít những mâu thuẫn bất hòa. Bên cạnh đó, cần phải chú ý không nên cho người khác là người thân trong gia đình vay mượn tiền bạc, nhất là vào tháng 8 âm lịch, chú ý chủ về khó đòi được luận về ngũ hành cung phi. Cung phi cẩn thổ gặp cung phi tổn mộc xét thấy phạm tuyệt mệnh. Sức khỏe của quý ba yếu kém, công việc làm ăn xảy ra những chuyện dây dưa khó giải quyết, còn tình cảm vợ chồng cũng không thuận hòa xảy ra những mâu thuẫn. Quý ba sinh năm 1972, dễ gặp phải thị phi, họa vô đơn chỉ, nhẹ dạ cả tinh, dễ bị người khác lừa gạt, tự tạo khó khăn cho chính mình. Xem tử vi năm 2023 cho quý bà tuổi nhâm tỷ sinh năm 1972 luận về sao chiếu mệnh, sao thái dương. Thái dương rực nắng mặt trời, tháng 6 vận tới tuổi đời giàu sang, tháng 10 gia đạo rộn ràng, công danh trói lọi ngập tràn ước mơ năm 2023 được sao Thái Dương chiếu mệnh sẽ đem lại nhiều sự hân hoan, được người thân, bạn bè giúp đỡ về vấn đề tiền bạc, làm ăn cũng thuận thành xuân sẻ. Năm nay, sau này sẽ chịu ảnh hưởng cực xấu đối với quý ba tuổi nhầm tỷ về sức khỏe và có họa bất ngờ vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Luận về hạn hạng năm 2023, hạng địa phỏng 6. Địa vọng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đon rầy ra. Địa vọng hạng cũng không xong, như cả mắt lưới giữa dòng chẳng may. Năm quỷ mão gặp hạng địa võng là một hạng xấu cho quý ba tuổi nhầm tý, Hạn chế đi xa vào những ngày giờ thuộc địa trì tuất kẻo gặp chuyện không may mắn trong gia đình có tan khó xảy đến, công việc làm ăn vướng phải nhiều bất lợi khiến bản mệnh phải bỏ dở giữa chân. Ngoài ra hạn này cũng phải nên giữ mồm giữ miệng, kẹo có họa thì phi. Luận về hạn tuổi Hạn tuổi năm 2023 phạm phải hạn xấu tam tai giữa, ảnh hưởng không tốt đến công danh sự nghiệp. Công việc dễ xảy ra thay đổi, tình cảm vợ chồng không hòa hợp vui vẻ, gia đình rõ ren thiếu đi hòa khí. Luận về vận niên, vận niên dương hồi ngàn tốt. Ý nghĩa của vận niên dương hồi ngàn tức dê được thả về núi rừng. Gần gũi với thiên nhiên, tự do, thoải mái, thỏa thoả chỉ tan bồng mà không cần lo lắng tới cái ăn, cái ở. Trong năm sẽ có được môi trường làm việc khá tốt, có nhiều cơ may phát triển thăng tiến, được đồng nghiệp, bạn bè nâng đỡ mà thực hiện được hết dự tính. Không chỉ thế, gia đạo của quý ba cũng nhận được tin vui thêm thành viên mới trong gia đình. Tuy nhiên, đi lại phải cẩn thận, tiền bạc có sự hao tán nên đại phòng xảy ra mất trầm. Luận về tử trụ, thiên trợ, địa sung. Chủ về công danh sự nghiệp được quý nhân giúp đỡ mà phát triển tốt đẹp. Tuy nhiên xuất hành đi lại gặp nhiều điều bất lợi, xảy ra nhiều khó khăn liên quan đến nơi ăn trốn ở. Quý bà cần phải chú ý có người già trong nhà đau ấm bệnh tật. Xem tử vi năm 2023, cho nữ mạng nhâm thuốc sinh năm 1972 qua từng phương diện của cuộc sống. Luận về phương diện tài chính Xét về phương diện tài chính trong năm quỹ mạo thấy rằng quỹ ba có lọc về tiền bạc ấy hoặc được người khác biểu tặng, tuy nhiên chỉ là khoản nhỏ không đáng kể. Ngoài ra năm này nên góp vốn làm ăn tiền bạc dễ sinh lợi nhuận, tuy nhiên gia cảnh của quỹ ba sẽ có cho vai tiền khó đòi lại được. Luận về phương diện sức khỏe sức khỏe trong năm của quý ba tuổi nhâm tỷ nên ăn ngủ ngủ nghỉ điều độ đề phòng các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa không tốt cần phải chú ý tới bệnh tim mạch kém đường huyết áp khó lưu thông cơ thể hay bị đau ẩm bệnh tật luận về phương diện sự nghiệp phương diện công danh sự nghiệp làm ăn trong năm xét thấy có sự tương trợ do đó trong năm nếu gặp khó khăn cũng vượt qua được nhờ sự tương trợ của bạn bè, người thân. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Năm Quỷ Mão là một năm không vui vẻ hòa thuận, tình cảm vợ chồng xảy ra những mâu thuẫn, các thành viên thiếu tiếng nói chung gây ra những bất đồng trong gia đình. Luận về phương diện ngoại giao xuất hành. Phương diện này được dự báo là khả tốt không chỉ thể nếu xuất hành đi xa gặp nhiều may mắn hành thông, vì thế trong năm nay nên xuất hành đi xa để mở mang thêm mọi việc. Luận giải lá số tử vi đối với nữ mạng nhâm tý vào năm quý mẫu 2023 như sau. Tài cung chiếu mệnh có các sao. Thiên trù, địa võng, suy, Long đức. Bộ sau này công việc làm ăn của nữ mạng sinh năm 1972 có nhiều bất lợi, tốt nhất nên giữ nguyên phát triển theo định hưởng cũ, không nên mở rộng hay đầu tư tiền bạc, nếu không sẽ không thu hồi được vốn liếng, kinh doanh không có lợi nhuận. Tài cung sung triểu có các sao, thiên dương, thiên không, dương, thiên la, tuần, tưởng quân. Bộ sau này chủ về công danh sự nghiệp gặp nhiều bất lợi, sức khỏe có phần yếu kém, hơn nữa, nữ mạng nhầm tỷ ra ngoài làm ăn hay ngoại giao kỹ kết. Phải đề phòng có kẻ xấu lừa gạt. Tại cung tam hợp có các sao. Thanh Long, Trực Phù, Lưu Hà, Thiên Hỷ, Tuyệt, Thiếu Âm, Mộc Dục, Phi Liêm. Bộ sau này công việc làm ăn cổ quý bà có thể có nhiều trắc trở, không đạt được như tính toán ban đầu. Đổi lại gia đạo sẽ có tin vui về thêm thành viên mới. Tài cung nhị hợp có các sao, thiên khôi, tiểu hào, thái tuế, thiên khốc, thai. Bộ sao này trụ về, xét thấy có nhiều thay đổi, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều cho người thân công việc. Bên cạnh đó, quý ba cần phải lo lắng trong năm, có chuyện muộn phiền. Kết luận Qua luận giải lá số tử vi của quý ba tuổi nhâm tỷ thấy rằng, đây là một năm không được thuận lợi cho sự phát triển sự nghiệp hay mưu cầu danh lợi. Ngoài ra trong năm nếu có đầu tư làm ăn thì nên đầu tư chung không nên tự mình chủ trì sẽ gặp thất bại. Xem vận hạn năm 2023 cho quý bà tuổi nhâm Tý sinh năm 1972 qua 12 tháng trong năm. Tháng 1 âm lịch Tháng đầu xuân năm mới phải tiêu tốn khá nhiều tiền bạc vào cả phương diện công việc lẫn trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ thể sức khỏe của quý ba cũng có phần giảm sút cần lưu ý chăm sóc. Tháng 2 âm lịch, tháng này, trong gia đạo xảy ra không ít những chuyện trái ý khiến phải buồn phiền suy nghĩ nhiều. Bên cạnh đó công việc làm ăn phát triển không thuận lợi, vướng nhiều khó khăn vất vả. Tháng 3 âm lịch, Tháng này xét thấy là một tháng may mắn đối với quý ba, nhất là về phương diện, công danh, sự nghiệp. Nữ mạng sinh năm 1972 có vận sổ khá tốt, có được sự giúp đỡ của mọi người mà tất thảy công chuyện đều hành thông tốt đẹp, tuy nhiên cần phải chuỗi công việc dễ xảy ra thay đổi. Tháng tư âm lịch Tháng này xét thấy có nhiều biến động xảy đến, công việc gặp nhiều bất lợi khó khăn, kết quả không như dự tính, lại thêm có kẻ chọc gậy bánh xe, đặt điều biểu riểu nói xấu, quý ba tuổi nhầm tí, vẫn phải hẹn thị phi trong công việc làm ăn. Tháng 5 âm lịch Tháng nay, quý ba không cần lo lắng nhiều bởi mọi việc đều diễn ra bình thường suôn sẻ. Gia đạo của quý ba có chuyện không vui xảy đến. Có người già đau ốm cần phải lưu ý chăm sóc kỹ. Tháng 6 âm lịch xét thấy không có điểm gì nổi bật, phát triển ổn định bình thường. Chính vì thế công việc sự nghiệp trong tháng này không nên xảy ra thay đổi hay mở mang thêm, chủ về gặp phải không ít những khó khăn bất lợi. Tháng 7 âm lịch Tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, được biết vận sổ khá tốt. Về phương diện xuất hành đi xa cũng đón nhận nhiều tin vui, may mắn đưa tới. Các mối quan hệ xã giao hay giao lưu tốt đẹp, ký kết được nhiều mối làm ăn và hợp đồng mới. Tháng 8 âm lịch Tháng này chủ về không được nhiều may mắn, cơ thể, sức khỏe. Cần phải chú ý trong việc ăn uống, dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, đường ruột. Bên cạnh đó, tiền bạc trong tháng cũng phải tiêu pha nhiều cho công việc làm ăn. Tháng 9 âm lịch, tháng này vận khí của quý ba tuổi nhằm tỷ có phần tốt hơn. Được bạn bè, người thân giúp đỡ trong sự nghiệp mà công việc làm ăn hành thông thuận lợi, có tài lộc tiền bạc đưa tới. Tháng 10 âm lịch Tháng này sát thảy không tốt, quý bà cần phải chú ý lời ăn tiếng nói cẩn thận, kẹo há miệng mắc oai thị phi kéo tới. Tháng này sức khỏe cũng không được tốt, cơ thể dễ đi đau ẩm, bệnh tật. Tháng 11 âm lịch, tháng này sẽ đón được tin vui thêm thành viên mới trong gia đạo. Tuy nhiên, xuất hành ra ngoài, quý bà cần phải chú ý tham gia giao thông, đề phòng xe cộ va chạm. Tháng 12 âm lịch Tháng cuối cùng của năm quý mão mọi việc tiến hành đều không suôn sẻ, tiền bạc kiểm tra phải chi tiêu khá nhiều, thêm vào đó trong gia đạo của quý ba không được thuận hòa, có điều xấu xảy đến. Kết luận qua luận giải tử vi 12 tháng trong năm quý mão 2023 sẽ có 3 tháng tốt đối với quý 3, đó là tháng 3, tháng 7 và tháng 9 âm lịch kèm theo đó là các tháng 6, tháng 1, tháng 4, tháng 10 và tháng 12 âm lịch quý 3 tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 cần phải chú ý. Tử vi năm 2023 của quý 3 tuổi nhằm tỷ xét thấy công danh sự nghiệp không được như dự tính. Nếu nữ mạng tuổi này muốn công việc thêm phần thuận lợi hơn thì nên hợp tác làm ăn với các tuổi nhâm thìn sinh năm 1952 và tuổi giáp dần sinh năm 1974, tuổi nhâm tuất sinh năm 1982 để được sự hỗ trợ của họ nhiều hơn, có phần hành thông thuận lợi hơn. Tổng kết có thể nói, Tử vi năm Quý Mão đối với Quý Ba tuổi Nhâm Tý có sự tốt xấu đang xen. Về phương diện công việc làm ăn không được may mắn, tuy có quý nhân giúp đỡ nhưng cũng chỉ có thể ổn định chứ không thể thăng tiến cao lên. Không chỉ thế, tiền bạc năm nay cũng hư hại, tiêu pha nhiều vào làm ăn và sinh hoạt. Bên cạnh đó, gia đạo của Quý Ba cũng không tốt, bố mẹ thân sinh hay bị đau ốm. Nữ mạng tuổi này được khuyên nên xuất hành đi xa để làm ăn trong năm Quỷ Mão.